ơi. Anh ạ. À. À. Em mới thấy cái nhẫn kim cương kìa. Anh kết hôn nha, để em được mấy đó. Anh có chịu không? Anh đồng ý. Ôi. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi đến bà cha chị Nam Thư xinh đẹp. Chúc mừng em. Và chú Quyền Linh và tất cả khán giả đã có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. À. Wow. Trời ơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thúy Hằng. Năm nay 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện em đang ở quận 12. Và nghề nghiệp của em là em hiện kinh doanh một quán lẩu nhỏ ở Vĩnh Long luôn ạ. À. Đó, bây giờ thằng trai giới thiệu bên kia là ở Vĩnh Long bán lẩu đó. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Em tên là Trần Đức Tuấn, người tỉnh Vĩnh Long, đang làm việc tại Cần Thơ. Làm Cần Thơ làm gì? Em làm bên công ty cung cấp nước sơn xe hơi. Bên kia bán lẩu, bên đây sơn xe hơi ha. Đàn gái mình nói ưu khuyết điểm của bản thân mình nè. Ưu điểm của em nhiều lắm. Khóc nhè nè, nhõng nhẽo nữa nè. À mà... cái đó là mình liệt vô ưu điểm ha em. Dạ ưu điểm của em à, đó chị. Em cũng nấu ăn cũng ngon và em rất là hoạt ngôn. Còn khuyết điểm của em là nói rất là nhanh, hay khóc nữa. Dạ em biết nhậu không? Dạ biết chị. Đô là sao nè? Dạ một lon là xỉn rồi. Thôi mình cất luôn đi. Bây giờ coi đàn trai nè, mạnh mẽ lên em. Ưu điểm của em là luôn đúng giờ, chăm chỉ. Còn về nấu ăn thì em nấu cả tiểu đoàn ăn được. Vậy hả? Nấu lẩu được không? Em là anh nuôi. Anh nuôi luôn hả? Dạ. Hay quá, chúc mừng em. Em có khuyết điểm gì không? Cái gương mặt em á, nhiều khi nhìn vô thấy có nhiều người thấy giống như là thấy như em nghiêm lắm. Nhưng thật ra tại cái nét mặt em nói như vậy đó. À chứ em có nghiêm không? Em không có nghiêm gì hết. À, bình thường không? Dạ, cười lớn lên anh coi. Dạ bình thường anh Linh. Bình thường không? Bình thường. Cười lớn lên coi. Dạ. Thấy chưa? Đàn trai ta vui ghê không? Nghe là thấy bình thường rồi đó. Bình thường lắm luôn á. Đâu có gì đâu mà bình thường mà. Thì bình thường bình mà. Bình thường thôi. Bên đàn trai ơi, nghe bên đàn gái mình nói là rất là hay nhõng nhẽo, thì cảm nhận bạn sao nè? Với mình thì chuyện đó cũng không có gì là khó lắm. Có nhưng thể... mà lúc mà bực mình lên nhõng nhẽo hoài cũng bực mình lắm rồi nha. Trong cái đó thì có cái khuyết điểm của em là nếu mà nhõng nhẽo quá thì kỳ, em nín thinh à. Nín thinh luôn. Em không có là quậy phá, không có làm gì hết. Ta nhõng nhẽo mà nín thinh mà mắc cười quá. Dạ. Con gái nhõng nhẽo khóc nghè là phải dỗ dành ha. Chừng nào bà la, bà chửi, bà mắng, bà đánh đập thì mới nín thinh. Dạ. Thử nhõng nhẽo là vấn đề gì coi nè. Anh ơi. Ơi. Anh ạ. À. Em mới thấy cái nhẫn kim cương kìa. Anh kết hôn nha, để em được lấy đó. Anh có chịu không? Anh đồng ý. Ôi. Thấy không? Vậy mà ông nói là ông ngồi im. Tùy lúc em ngu chứ đúng chị. Rồi. Rồi, bây giờ bạn gái nói cho anh biết coi. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Ừ. Có một mối tình hồi học sinh rất là vui, chỉ nắm tay thôi. Dạ, mối tình thứ hai thì em chia tay được 3 năm rồi ạ. Quen được 1 năm, 2 tháng. Mấy ngày? Hình như là 4 ngày hay sao? Tại sao chia tay? Em nhõng nhẽo quá, chịu không nổi. Cái ca bên này là nhõng nhẽo đó nha. Rồi cái lịch sử tình trường của đàn trai mình bên đó làm sao nè? Bên này thì em có nhiều mối tình. Nhưng mà em sẽ kể một mối tình gần đây nhất. Mối trai mình lướt web trên mạng mình quen được một cô. Trong thời gian khoảng tuần đi, cái mình cũng hẹn cà phê, cà pháo nhiều nhiều lần rồi. Mình cũng được tìm hiểu tới gia đình. Khoảng gần 6 tháng. Thì vấn đề đó quá nhạy cảm quá thì em xin không có thể tiết lộ ngay đây được. Là vấn đề gì mà đặc biệt? Cô có gia đình rồi hả? Cô có gia đình rồi. À. Đại khái là có gia đình rồi mà không thông báo cho em biết. Đúng rồi, kể cả mẹ cô ta cũng không nói luôn. À, tức là giấu. Giấu tất cả hết. Cái hình mẫu lý tưởng của anh sao? Có thích nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng được. Dễ nhìn, hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ và chịu chia sẻ. Được không, được không? Bây giờ hoạt bát, hòa đồng là bên này bao rồi. Rồi còn gì nữa không nè? Cao thì trên 1m50 là được. À, anh năm nay cũng 39 rồi. 39 tuổi. Đó, cái khoảng cách chênh lệch tuổi tác mình nó hơi xa xíu rồi. Anh có quan ngại gì là mình lấy vợ trẻ quá? Anh thấy sao? Anh thấy gì được á? Vậy được rồi hả? Thì tất nhiên ông phải được rồi. Sao bé? Dạ, em thích chị. Em thích phong mình. Dạ. Lâu già hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, bên này em chịu luôn nha. Cái phần tuổi tác là bỏ qua đó. Đàn trai bên đây hiền lành, tốt bụng ha, từ tốn, kiên nhẫn, thậm chí là chịu đựng luôn. Nhưng mà bao lâu em cần thơ em về 1 lần? Em nếu thời gian rảnh của cái người nữ đó thì em thời gian nào? Tức là vậy, ở Cần Thơ á là em sống ở dưới Cần Thơ hay là em đi làm ở Cần Thơ xong về Vĩnh Long? Em đi làm ở Cần Thơ, em có nhà trọ ở Cần Thơ. À. Nhưng mà thật ra em đi về, đi tới, đi lui về. Giờ nếu mà có vợ về phụ bán lẩu với vợ luôn được không?
Em phải đi làm lên rồi. Bán lẩu có nhiều khi nhiều tiền không ơi? Nhiều khi hai đứa ở chung cừ lộn. Trời ơi thiệt, ở chung nó vui đâu cừ lộn. Nên qua anh coi coi cô gái. Dạ, chào chú. Cô gái miền Tây ha. Dạ. Dễ thương, tóc dài ha. Em ơi, cái cô bán lẩu này đó, cô tiếp khách nhiều lắm. Rồi có những người đàn ông vô cờ cười. Em ơi, em ơi, lấy anh cái lẩu đi. Ừ, anh ăn lẩu gì vậy anh? Em có ghen không? Nếu là vợ của mình thì mình phải tin với anh Linh. Đúng rồi, tin. Cái chuyện đó là những cái cách bán hàng thôi nha. Cách bán hàng giao tin tiếp. Vợ nha. Vậy được. Thôi, trước mắt là đàn trai chịu rồi đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Cô gái bên đó đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và với bạn ạ. À, có mẹ luôn hả? Dạ, con chào cô, mẹ chào cô. Của Thúy Hằng. Mình thấy đàn trai đó làm sao? Có hợp ý, hợp nhãn, được mắt không cô? Thấy được đó. Thấy khuôn mặt thấy cũng hiền đó mà. Có yêu cầu gì bên đàn trai làm rể hay là gì không? Gái lúc nào cũng như gã đi gì đó. Ví dụ điều kiện bên nào làm ăn được thì cho nó đi làm chứ không có bắt rể. Có yêu cầu cô tôi nó có hạnh phúc là được rồi chứ. Thấy ngoại vợ hay chưa? Cảm ơn cô nha. Bây giờ em trai đi với ai nào? Em đi với mẹ. Mẹ thấy cô này cũng được đó Tướng ơi. Cũng dễ thương. Dạ. Vợ thôi hôm nay có hai bên đàn trai đàn gái. Cô đại diện đàn trai nói một câu gì với đàn gái đi. Chào chị. Bữa nay chị cũng cho hai đứa nó làm quen nhau nha. Dạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai nhỏ gặp nhau cái đi. Kéo rào. Đó, bắt đầu từ bây giờ hai đứa nói chuyện đi, tâm sự đi để hiểu nhau nhiều hơn. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Anh có thể mở quà trước được không ạ? Có bức thư anh. Anh có thể đọc bức thư đó được không ạ? Gửi anh chồng tương lai của em. Trời ơi, vô vô nè. Vô. Vì kinh tế nhà em khó khăn nên mẹ em hỏi anh có muốn làm rể nhà em không? Anh có muốn làm cha tương lai của con em không? Anh có muốn làm chồng tương lai của em không? Và nếu anh im lặng là anh đồng ý. Nếu anh trả lời coi như cũng đồng ý nhé anh. Em im lặng cũng được mà. Im lặng rồi mới kêu nhanh túi vậy. Trời ơi, hay quá nha. Trời ơi, lãng mạn dễ sợ. Của em. Ủa là sao nè, bây giờ mình có tập trung. Anh Linh này thiệt mới là vừa lắm. Của ta em. Còn xúc xa xúc. Em muốn hỏi anh là anh có tin vào phong thủy hay là dị đoan không ạ? Anh tin cái đó là trên 50%. Giống em. Bây giờ anh thấy em như vậy thì anh suy nghĩ có đúng mẫu người bạn gái của anh không ạ? Trong đôi mắt anh thì em như vậy là cũng theo cái mẫu của anh mong muốn rồi. Dạ cảm ơn anh. Em ở Vĩnh Long mà em ở cái đoạn nào? Quốc lộ 1A. Em ở Cầu Mới á. Thì nhà em có bán lẩu thì anh rảnh ghé ăn ủng hộ em nha. Trời ơi, ơn. Anh thì anh đi làm Cần Thơ mà nhà Vĩnh Long. Nhưng thực chất anh có nhà riêng rồi nhưng mà anh không có ở. Nhà có... đó hiện giờ là mình cho thuê chứ không ở đó. Mình có mặt bằng cho thuê đúng không? Dạ. Ở đó trên đó một quán, về dưới đó một quán, muốn nữa Cần Thơ một quán, Vĩnh Long quán. Mình phát triển các huyện nơi có một quán. Trời mình phải tính tương lai xa rồi. Tương lai em định tính là mở ba quán lẩu đó anh. Cái chỗ của anh thì nó còn vắng. Thật sự là anh cũng lớn rồi, anh chững chạc hiểu không? Mình cũng còn xì tin hiểu không? Mình hăm mấy xì tin. Thôi bây giờ mình làm gì góp vui nè. Để không khí nó rôm rã lên. Bạn gái có một cái tài năng là thích diễn kịch. Đó. Có thể góp vui cho chúng ta hôm nay. Diễn kịch nhẹ nhẹ nè. Nhẹ nhẹ hả chị? Ừ, muốn diễn gì nè đó. Có thử cần chị anh, với lại ông đố... Mai hỗ trợ không? Thử xem dạ, anh cần. Làm rồi. Đối ứng thế nào? Diễn dành thử xem. Để em đứng bên đây đi. Diễn nhớ nha, đối ứng nha. Có gì kêu tôi phụ cho. Có gì đứng màn ở đây che lại nè. Em bắt đầu. Chị hai. Gì hết hồn. Chị làm hết hồn mới đúng ạ. Ví dụ gì không? Vụ gì? Bên chương trình bạn muốn hẹn hò đó. Có cái chú Huyền Linh đó. Thì hôm nay ông dẫn cái người yêu trong mộng cho em. Em ngạc nhiên quá chị. Thiệt không? Em sốc quá hả? Trời ơi chị mừng quá. Chị nghe chị mừng quá. Chị tưởng mày ế luôn rồi. Mà chị thấy em đẹp không? Thấy em đẹp không? Đẹp. Mọi người thấy em đẹp không? Trời ơi, vỗ tay cái giùm em gái em cái mọi người. Chết mà không được. Sao vậy? Chị em đẹp hơn em không chịu. Thôi để nó xé cái đầm cho mày vừa lòng. Thôi nó nghe nè, bây giờ chị vô bếp đi lấy hàng á. Chét lên mặt đi cho nó xấu xíu. Ừ, rồi chứ sao? Một hồi người ta vô tới kìa. Người ta vô tới. Chết.
Giờ, giờ sao? Hết rồi. Coi khán giả coi góp ý sao khán giả. Chưa kịp luôn á, chưa cho kịp nam chính vô luôn là bên này nữ chính cho hết kịch. Trong lòng em là thấy, nói chung là em thấy thích cô ta. Thích cô ta, không phải thích em chị ơi. Thích cô ta là thích ai? Để cô nào? Em thích, thích em. Chưa cô nào có chồng đó. Em nói rồi nhưng thích không nghe. Cô ngồi ghế này, Linh đó. Thích cô ngồi ghế đúng không? Thôi nói rõ, tại vì cô đứng cô cũng chưa có chồng luôn, chưa có người yêu luôn. Có hát bài nào tặng cô ấy không? Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có hoa thắm tình nha. Em đang xem hàng, hàng cây xanh mà. Trời ơi, bà Minh Họa kìa. Minh Họa kìa, em sao? Hàng cây xanh đâu rồi? Em mới tới hàng cây xanh mà. Nhắm mắt lại, kiểm tra xem trong thời gian vừa qua có những điều gì đã chạm vào con tim mình chưa? Nào các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Rồi. Đây của em. Tốt rồi. Hãy nắm lấy tay nhau đi. Và bây giờ xin phép bác, là bắt đầu từ bây giờ, xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép bác từ đây cho con được hẹn hò với chỗ của em. Rồi, cô gái nói gì với bên đàn trai đi. Dạ, nếu sau này con làm cho của bác, nếu mà con có làm gì sai hay là không được tốt thì mong bác chỉ dạy cho con nhiều hơn ạ. Xin phép bác cho con được hôn em ngày đầu tiên. Anh ơi, lỡ mẹ không cho thì sao anh? Mẹ không cho anh hôn đại. Trời ơi, em cho anh cũng hôn rồi đó không? Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên em xin giới thiệu, em tên là Lê Huy, chàng trai Huế Chính Tông. Em 32 tuổi, em đang là một kỹ sư xây dựng. Và hiện tại thì em làm cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy? Phú Nhuận này. Ở Phú Nhuận. Rồi. Người Huế. Kỹ sư xây dựng ha. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Lê Kim Oanh, em năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em sinh ra và lớn lên là ở Sài Gòn. Quê gốc của ba em là người Quảng Trị. Cũng có dính miền Trung rồi vô ha. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Hát hay. Làm khúc đi, hay nha. Làm khúc cho không khí nó sơm lên. Tặng bạn trai. Mẹ yêu ơi, những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn xa bên. Những năm tháng tao tần nuôi lớn con nên người. Em thuộc tới đó thôi. Trời ơi, tôi đang còn phiêu theo nhạc, tôi chưa kịp. Em có tài là làm bấm. Rồi, thấy rồi ha. Nhiều còn tài quá. Còn cái điểm của em là ngủ nhiều. Em có một cái tật là ngủ hơi nghiến răng. Bạn gái ngủ nghiến răng thì em có chịu được không? Em thì chịu được, vì em là dân xây dựng mà, ngủ ở công trường miết ngã cọc cọc bệnh động riết quen là không có sao hết. Không sao hết. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em á, thì em làm việc tính cách của em rất là nhiệt tình, hào phóng và cực kỳ vui vẻ. Nhược điểm ngược lại là có cái dáng dấp và khuôn mặt nó hơi là khó tính, trái ngược với hoàn toàn với cái nội tâm của người mình. Bên ngoài vậy thôi, bên trong không phải vậy ha. Có tật xấu gì không? Em tật xấu có cả là em uống bia nhiều. Ưu điểm của bạn nữ ấy là nấu ăn ngon, thì em là cực kỳ lười nấu ăn. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình chính thức kéo dài được 5 năm. Lý do tại sao chia tay? Em dành cho nhiều thời gian cho công việc này. Em cũng mang lại cô ấy cái sự mà gọi là tín tưởng. Quên hẳn đi, mình có một cô bạn gái ở sau lưng chờ đợi. Là lỗi của mình đúng không? Mình thiếu quan tâm đến bạn gái. Sao mà 5 năm rồi chia tay mà tới giờ lúc này luôn vẫn ế là lý do tại sao?
Thực ra để dành thời gian để tìm hiểu một cô bạn gái nào đấy, hầu như em bỏ qua luôn, không có quen cô nào cả. Còn như bây giờ nếu có bạn gái thì em có dành thời gian lo cho bạn gái không, hay là vẫn tiếp tục công việc là hàng đầu nữa? Mình đã lớn rồi, đến lúc mình phải lập gia đình thôi. Rút cái kinh nghiệm lần trước ha em, lần này có bạn gái thì mình phải trân trọng ha. Mình đúng rồi, chị nói rất là đúng á. Điều đó phải. Em gái thì trải qua mấy mối tình em? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì trải qua là 5 năm. Mối tình thứ hai thì gần 1 năm. Rồi lý do tại sao chia tay? Do khoảng cách, anh đó cũng làm kỹ sư. Dạ. Trùng hợp vậy. Rồi sao nữa? Dạ anh đi công tác nhiều, với lại do là anh quen biết rộng. Mà mấy người kỹ sư là lăng nhăng lắm phải không em? Không có đâu chị ơi, bậy ơi, ai cho em là anh trung tình lắm. Đang hỏi bên đây thôi mà. Không thì em cũng đâu. Nói vậy cho em là kỹ sư mà em phải bạo biện của em chứ. Rồi cuối cùng là tình yêu chưa đủ lớn, dạ, chưa hiểu tình nhau. Tình yêu chưa đủ lớn đó là tụi em không tiến tới được hôn nhân. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Anh có sợ là vợ anh hoặc bạn gái anh biết nhậu không anh? Không, anh càng muốn nữa. Hai người này lấy nhau về nhà chắc tốn bia lắm. Em mong muốn là tìm một người bạn trai là công việc ổn định, biết yêu thương gia đình. Em thì lùn nên là em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em, khoảng từ 1m7 trở lên. 1m68 được không em? Vậy anh mang giày cao 2 phân là đủ gì? Dư mà. Mẫu người lý tưởng của bạn trai thì sao? Em chỉ muốn một người phụ nữ nó mang cái phẩm cách hết truyền thống một chút xíu. Chứ em không thích những cô gái mà màu mè quá, tóc tai nhuộm này nọ là em không thích. Thứ nhất là cá hình xăm lớn em không thích rồi. Mắc gì không thích, người ta xăm mình, người ta đâu phải xin mời xăm mình. Đẹp trai không chị? Em có đẹp trai luôn á. Gì vậy, giơ tay ra định làm. Không, em muốn khoa cái thân hình vạm vỡ của em 70kg quá. Ồ, vạm vỡ hả? Đúng rồi. Nhưng mà mắc mớ gì người ta xăm mà không chịu, đẹp mà. Không, nhưng mà bản thân em hiểu, nhưng mà đó là cái sở thích của em cảm giác như nhưng em. Mà em là người miền Trung là thường hay gia trưởng lắm. Em thấy chính mình gia trưởng em nói có, thật sự là bản thân em có. Muốn làm một cái gì đó thì em có bàn với vợ em không, hay là em tự quyết định hết? Chắc chắn phải bàn rồi. Bàn nhưng mà cuối cùng là người quyết định vẫn là em. Không, chúng ta phải đi đến thống nhất rõ ràng. Bây giờ em định lập nghiệp ở đâu, lấy vợ thì ở đâu? Chắc chắn sẽ sống ở Sài Gòn. Chàng trai miền Trung hơi gia trưởng một chút, nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ có những cái quyết đoán trong gia đình. Thấy em gái im lặng bên kia nghe vụ gia trưởng đó. Im lặng. Ủa nghe, ủa im lặng. Hình như là em hơi lo lắng cái chuyện hơi gia trưởng đúng không? Dạ. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông nhất? Em không thích tật xấu là thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là ăn nhậu không có biết điểm dừng. Nhậu, ham nhậu nè, ham uống bia nè. 10 chai dừng là 10 chai nhưng một tuần chỉ một lần thôi. Ừ, không phải là ngày nào cũng được. Ví dụ như 2 tuần không uống được không? Cũng được chứ bố. 3 tuần không được không? Được luôn. Tức là coi như là lúc nào vui mới uống thôi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ không phải công là việc. Lúc nào không uống cái ghiền. Đúng rồi. Cái ghiền đó là ra cái lầy. Dạ đúng rồi. Đó, rất rõ ràng. Em muốn hỏi anh cho bên kia rồi. Thí dụ như em có hình xăm thì sao ạ? Hình xăm có lớn không? Ở vị trí nào? Ủa, thí dụ như có thì sao? Đâu phải ta xăm ngay trán đâu mà sợ. Nhưng mà nghĩ với cô gái xinh xắn ở đây, cách nói chuyện thì anh nghĩ rằng xăm rất là nhẹ nhàng ở đâu đó trên tay chẳng hạn. Em xăm ở đâu vậy? Cổ tay. Ồ, rất là nhẹ nhàng. Hơi có gì đâu mà. Ngay cổ tay. Không phải là xăm ở đằng trước con cọp, đằng sau con thỏ đâu mà do. Nhá. Rồi. Đó là cái nói chung là anh chưa thấy em thôi. Còn anh nghĩ anh thấy em đó thì xăm cái gì anh cũng chịu hết á. Wow. Đàn trai hơi bị chịu bên đàn gái rồi đó nha. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Mẹ, cho chị gặp mẹ em nha. À, chào cô. Chào cô ạ. Chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh và dạ. Tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Cháu thì có cái tật là khó tánh lắm. Về nhà kỹ càng, nấu ăn thì ngon. Nhưng mà nấu ăn theo kiểu miền Nam chứ không phải người Huế. Cô thấy chàng rể tương lai này thế nào? Thì cháu thì người Huế thì chắc hợp với bà nó đó. Dạ. Cháu có hút thuốc không cháu? Dạ không, cháu xưa nay nhậu thì có, cháu hút dạ, thuốc thì rồi. Không thì cả nhà không có ai hút thuốc hết. Dạ đúng rồi. Cô thấy cháu thì cũng được đó. Hai đứa đến đây là cũng làm cái duyên. Thì nó quen lúc bé rồi nó quen toàn là kỹ sư xây dựng không mà. Dạ mà không hợp. Giờ lên cháu nghe nó xây dựng cô cũng hết hồn luôn. Thì lên đây thì hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được thì cô cũng mừng. Dạ, cảm ơn dạ, cô. Cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi là có 9 người đồng nghiệp.
bà ngoại ở từ Đà Nẵng vào đây và một người cô. Rồi chào nguyên một gia đình nhà trai mình nè, chín đồng nghiệp nữa. Dạ chào bà ngoại, chào cô. Xin chào chương trình. Theo tôi nhận xét á, cháu bên nữ rất là dễ thương, dịu dàng và xinh. Huy ạ, cô thấy đã được lắm rồi đấy. Thì dạ, cô mong hai cháu thì kết nối với nhau để mà tiến xa hơn nữa. Dạ. Nếu tiến xa hơn nữa thì cô rất mừng. Chúc cô, hai cháu thành công. Có một chút chi tiết nhỏ nhỏ là cái hình xăm trên tay cô thấy sao cô? Dạ không có chi hết cô. Nhìn thấy chị hết. Thấy chưa? Dạ, thấy bình thường thôi mà. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta kéo rào ra cho kéo hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Em có tặng em là cái bánh gửi anh. Rồi, cảm ơn. Đầu tiên em muốn khoe câu chuyện, một câu chuyện rất là vui của ngày hôm nay. Em đi vào siêu thị em mua một cái con gấu bông. Mấy cái cô bán gấu bông này có hỏi lại là anh mua gấu bông tặng cho con gái hả? Không, tôi tặng cho người yêu. Vậy mà mấy cô nói mà anh nó xào quá rồi. Không có tên, chắc chắn anh phải có con rồi. Vậy mà giải thích tôi muốn hôm nay tôi đi mua con gấu bông này, tôi tặng cho một người bạn gái. Chương trình bà muốn hẹn hò. Vậy lúc đó mấy cô mới tin. Và trước khi đi mấy cô cũng chúc cho anh có một cuộc hẹn hò thành công và tốt đẹp. Dạ. Anh cũng muốn mang lời để đến cho con gái. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Vậy em thấy anh là một người có khó tính hay là đen, là xấu, là thổ cạch gì không? Nhìn bề ngoài thì anh rất là đẹp trai. Đẹp trai, đúng rồi thôi nè. Chi các thứ mà có anh đúng, anh khoe anh đẹp trai. Dạ. Ai nói anh xấu trai là anh không thích. Tôi không có khoe đẹp trai à nha. Tự nhiên thấy tôi vừa mới qua cái tự nhiên vậy nè. Em khoe khỏe. Em đi giảng em thì đồ đó 1m68, 70kg. Vạm vợ. Trời ơi. Nhưng mà kiểu vạm vợ của người ta là vạm vợ ngực. Còn em là không tập, em có vạm vợ bụng. Hỏi thiệt em trước cái đêm có làm lon nào chưa? Dạ chưa, em không có làm được. Bây giờ anh tưởng đâu làm 5 lon rồi chứ. Rồi, bây giờ vô chuyện tình yêu, bây giờ hẹn hò sao nè? Anh á thì khá là bận rộn. Nhưng mà cái bận rộn đó cũng trả giá cho anh bằng một mối tình 5 năm trước của anh. Khắc phục cái đó không phải là khó. Với lại anh là một người Huế, nó có một chút gia trường. Nhưng mà sự gia trường đó nó không mang lại cái gì đó nó thắt chặt hay là khó chịu quá. Nó ảnh hưởng bởi tư tính chất công việc. Kiểu của anh nữa là anh rất thích đúng giờ. Nguyên tắc, rất là nguyên tắc. Anh làm kỹ sư xây dựng cầu đường hay là... Không, anh xây dựng dân dùng nhà cửa đấy. Dạ. Nhà cửa ít đi hơn cầu đường. Cầu đường mới đi nhiều hơn. Thì không biết là hôm nay anh nhìn em thì anh thấy như thế nào ạ? Nhìn em rất là dễ thương. Có một chút gì đó gọi là cổ điển. Thì theo cách anh nghĩ thôi. Bây giờ hẹn hò một tuần được bao nhiêu lần? Em bận quá, chị lo cho bạn gái lắm. Em trả lời chị biết coi để chị làm chứng nè. Ban ngày thì có thể nó không có thời gian, nhưng bữa tối anh có thể sắp xếp được mọi thứ. Nè, đó, cho bạn trai coi hình xăm vậy được sao, có vấn đề gì không? Không, nếu vậy thì nó không có sao, nó hạnh phúc. Có gì đâu, thấy không? Dạ đúng rồi, rất dễ thương, không sao hết ạ. Anh thì thiên về gia đình khá nhiều. Và nhiều người nhận xét anh thế này nè. Bạn thân cũng có, và người lớn tuổi cũng có. Họ nhìn nhận anh, họ nói một câu nè. Huy á, chắc chắn không phải là một người tình lý tưởng, nhưng chắc chắn là một người cha và một người chồng tuyệt vời. Anh đang ở Sài Gòn, anh đang ở Ngã Tư Ga. Ngã Tư Ga thì cũng ở gần nhà em. Để em ở đâu? Em ở gần cái sáu Hoa Cà, ngay chỗ Thủ Đức. Gần ảnh quá luôn. Mình đi ngoan, có mình tạc, mình gã vô cả sáu Hoa Cà nhậu luôn. Trời ơi. Làm thông luôn. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Và hãy nói cho đối phương biết là hiện tại cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Mình nhận xét về đối phương ra làm sao trong ngày đầu tiên gặp gỡ này. Rồi chúng ta quyết em định. Em xin phép nói trước ha. Em cứ nói đi, anh xin nghe. Em thấy anh là người vui vẻ. Ừ. Hoạt bát, nói nhiều. Gia trưởng thì em chưa thấy. Đúng rồi, hiện tại thì không xuất hiện gia trưởng ở đây đâu. Còn bên ngoài thì ok. Ừ. Dạ. Vậy là nó nằm trong phạm vi chuẩn của em rồi đúng không? Dạ. Còn với anh nhận xét á, nhìn của em là một cô gái có dáng rất là phúc hậu, cổ điển. Ừ. Đúng là một cô gái anh đang tìm kiếm. Nhưng mà đây là trước mắt, còn anh chưa dám nói gì sâu hơn, nhiều hơn. Rồi, hết thời gian. Như vậy là ổn rồi. Bây giờ các bạn tự kiểm tra trong trái tim của mình có rung động gì chưa? Có rung động, chúng ta mới bấm. Không rung động, chúng ta không bấm. Bấm phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm là để yêu thương, bấm để chia sẻ, bấm đi đến xa hơn.
bấm để hai mảnh ghép ghép lại với nhau, chứ phải bấm để cho có chuyện rồi về không liên lạc với nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là trao duyên. 1 2 3 Hết thời gian. Đấy. Duyên phận là chỗ này, cả hai cùng bấm. Một chàng trai cũng rất là vui vẻ, một cô gái rất là mặt rất là phúc hậu, đúng luôn đó. Này, em trai hãy cố gắng giữ lại cô gái này nha. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, thôi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu mình đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Kim Ái. Năm nay là 30 tuổi. Nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em đang làm việc trong phòng tài chính kế toán tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi ngày đi đi về về hả em? Tại vì bên em có xe đưa đón hàng ngày á chị. Mời bạn trai. Dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia ha. Rồi, chào bạn. Em tên Trần Hương Bình. Năm nay 39 tuổi. Đang làm công việc về sáng tạo và kinh doanh. Sáng tạo là sao Bình? Em chế những cái sản phẩm mới. Em có một sản phẩm bán ra thị trường luôn rồi. Là một bộ ghế với bàn đa năng cho anh nằm, anh ngồi. Nhưng mà nó xếp lại như cái vali à. Bạn gái, bạn hãy nói cho bạn trai biết mình có những ưu khuyết điểm như thế nào. Dạ, em khá là có trách nhiệm, quan tâm đến gia đình. Còn khuyết điểm? Em sợ rắn chị. Rắn thì ai mà không sợ. Có gì nữa không? Dạ, em hơi bị cầu toàn. Cầu toàn thì cũng tốt chứ. Nhưng mà đôi khi nó cũng... cầu toàn quá mức. Dạ. Cũng gây trở ngại đúng không? Thực ra nói về ưu điểm hay khuyết điểm á, nó không quan trọng. Cái mà em cần suy nghĩ rất là thứ nhất phải biết lắng nghe. Thứ hai là biết sửa chữa. Không, nói sửa chữa không đúng, mà biết thay đổi thôi. Chứ chắc là sai. Nhưng mà mình thay đổi cho hợp với cái môi trường mình cần. Đúng rồi. Và thứ ba là đừng có để bụng. Nhiều khi người ta nói mình để bụng, mình chưa sửa được gì hết á, mà mình đã lo mà mình chửi người ta rồi, không để được. Bụng mình ghét ta. Đúng rồi, ghét người ta thôi. Bởi vậy nên chỉ cần ba quan điểm đó, và đời sống gia đình cần ba quan điểm đó luôn. Đúng. Em có cái tật xấu gì không? Thật ra các tật xấu em thường em biến nó thành cái cơ hội. Ví dụ ngày xưa em là người rất nóng tính. Mỗi lần nóng tính nó có một cái khí nâng từ đan điền nó lên người mình thấy rõ luôn. Và em nhờ cái đó em kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Lúc đó em đi ra ngoài, cái bà vé số mình để xe trước của bà á, bà ngồi bà chửi mình. Mình nhìn bà nói, ủa sao bà cái miệng bà chửi mình dễ thương thế. Ha, hay, cái này hay. Đó. Cái này rất hay. Anh nghĩ anh sẽ thử làm cái điều này. Thử xem ai chửi mình cứ nói trời dễ thương quá. Như vậy mình yên tâm rồi. Và mình biết được sử dụng cái nóng tính của mình để làm một cái thế mạnh. Thì anh thấy cũng rất là hay, nhưng đừng hại gì người khác cả. Đúng rồi. Ô, bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào hết anh Quyền Linh ơi. Ồ, không lẽ trong suốt khoảng thời gian từ trưởng thành đến bây giờ không có rung động trước một anh chàng nào sao? Dạ có, em xem truyền hình á, trai đẹp nhiều lắm thì cũng có thích. Thấy người ta hôn nhau trong phim, em có trong người em có khó chịu không? Dạ cũng có. Cũng có. Vậy là mình chưa có nụ hôn đầu đời nào hết đúng không? Dạ. Em cảm giác thế nào khi mà cô gái đó 30 tuổi mà chưa được một lần hôn, một lần nắm tay, chứ mối tình nào hết? Vậy thì giờ có muốn chưa đã? Bây giờ muốn chưa? Đó, dạ, anh hỏi. Muốn rồi thì em mới ở đây. Thật sự em cũng bị trường hợp đó, là không có sự muốn, vì em bị đam mê cuốn. Tức em lo cái khát vọng, cái đam mê của mình nhiều thôi. Khi em có nhiều cơ hội rồi, cuối cùng mấy cô đó cũng đi lấy chồng hết rồi, vẫn chưa thấy tin mình. Có một mối tình nào mà sâu đậm chưa? Cái mối tình đó nó cũng hơi lãng xẹt. Có nghĩa là cái cô đó đó, thực ra mình không thấy đẹp chỗ nào hết. Mà cái anh bạn trong nhóm á, nó cố nó đẹp. Thế là trong lần đi chơi mình nói, người ta nói đẹp thì mình cua thử. Thế là cua thành công. Thì hai đứa đi chơi một thời gian em thấy đẹp thiệt. Có nghĩa rằng là bản thân mình hấp dẫn người đó bởi vì rằng mình có thời gian và mình yêu thương người đó, mình thấy đẹp. Chứ không phải cần người đó đẹp thật sự. Rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ bạn gái, bạn muốn tìm cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào vậy? Thưa anh Quyền Linh, là chỉ cần cao từ 1m65 trở lên, có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình, cầu tiến và có lập trường ạ. Dạ anh đủ á.
Thấy đủ đó, đủ bây giờ đủ có đủ cái nào khó không em? Có gì khó nói luôn đi, anh biết cách thay đổi mà. Nói luôn đi, em không thích cái gì ở người đàn ông, dạ, nói luôn. Em không thích thì hơi nhiều một chút xíu nha anh. Em không thích hút thuốc. Anh từ trước giờ không hút thuốc, hay thử quá. Là không được. Hay quá. Cái thứ hai á là em không thích nhậu nhẹt nhiều. Anh hoàn toàn không thích các cuộc nhậu. Anh thực là người thuộc về đời sống gia đình. Vậy thì quá tốt rồi anh. Em không thích người gia trưởng. À, gia trưởng với các cháu anh á, anh nói một câu phải nghe. Nhưng anh cho phép quyền tranh luận và anh cũng ít sử dụng quyền nói một tiếng nghe. Thì trong đời sống gia đình anh hy vọng là mình biết lắng nghe nhau. Em cũng đồng ý với anh. Cho em nói thêm cái thứ tư là không lăng nhăng ạ. Nếu mà anh lăng nhăng anh có vợ lâu em? Nếu anh đến vợ lâu. Không, nhiều khi anh lăng nhăng nhưng mà anh vẫn chưa muốn có vợ. Anh có lăng nhăng nhưng mà lăng nó riêng, nhăng nó riêng. Nhưng mà em đam mê công việc quá. Bây giờ em có thời gian để chăm sóc cho bạn gái không? Trong cái giai đoạn này là giai đoạn chốt của em. Em đang kêu gọi vốn. Tại vì em có hai công việc, một công việc phụ, một công việc chính. Thì chỉ cần em gọi vốn xong là công việc chính em chạy thì thời gian em khá nhiều. Công việc phụ và công việc chính là gì ạ? Thực ra anh phải giới thiệu một cái là ngày xưa anh làm bên công ty đấu giá. Dạ. Bên đó thì thu nhập cũng rất là cao. Rồi xong rồi tự nhiên Tết năm ngoái mất 20 triệu. Em tức quá, em nói tại sao mình để mất 20 triệu? Thế là em quyết định là mình phải làm một công việc phụ để lấy lại 20 triệu đó. Chứ không phải là mình cần tiền mà phạt mình thôi. Thế là em đăng ký chạy Grab. Chạy Grab đúng 2 tháng lấy được 20 triệu lại. Trời ơi, chạy Grab gì mà 2 tháng được 200 triệu? 20 triệu thôi, trời ơi, 200. Tôi ngồi bên kia tôi nghe chạy Grab mà 200 triệu. Em nghĩ là sắp xếp công việc của em bao lâu thì em sẽ tiến tới được với bên nhà gái? Trong năm sau thôi. Thiên thời thì lại, nhưng mà em có đủ hết rồi. Lấy nhau về thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Hiện nay là em có nhà của ba mẹ ở ngay quận 3 đó. Nhưng mà thực sự ra em không muốn ở đó. Khi lập gia đình, khi có tài chính tốt, em sẽ thuê một căn hộ cao cấp. Em có một cái tư duy rằng không mua nhà. Tại vì cái tiền mình đầu tư á, nó lợi hơn nhiều là so với mua nhà. Tại sao mình uổng tiền vào đó? Mình thuê một căn hộ khoảng 10-15 triệu. Còn bao nhiêu cho vốn thì mình mở những cái dạng đầu tư là nhuận cao hơn nhiều. Đó cũng là một cách suy nghĩ. Nhiều khi phụ nữ người ta lại thích là phải có cái nhà cái đã rồi mình mới yên tâm. Nhưng mà nhiều khi đàn ông người ta kinh doanh, người ta muốn mạo hiểm, muốn phát triển thì cũng được. Dạ. Tùy hai bạn trao đổi với nhau thôi. Dạ. Bạn trai, bạn muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em có 4 cái giai đoạn đưa ra để chọn một cô gái. Thứ nhất, nhìn cái vẻ ngoài á, em thấy thương. Thương vẻ ngoài nó có 3 phần lận. Thứ nhất á, là cái khuôn mặt, cái hình dáng làm người ta thấy thương thì cái đó ai cũng dễ nhìn rồi. Thứ hai là thần thái, cái thần thái còn quan trọng hơn cả bề ngoài nữa. Và thứ ba là tướng số. Tướng số ngày xưa em có học qua mà giờ em coi quá rồi cuối cùng không chọn ai luôn. Tại vì em nhìn thấy ai cũng xấu tướng. Thì cuối cùng em buộc bỏ hết hoàn toàn suy nghĩ. Có thể lập gia đình xong em sẽ mở sách ra em coi lại. Mà em nhìn ai em cũng thấy người ta xấu tướng hết trơn hả? Bởi vậy em mới phải bỏ cái coi tướng đi á. Bỏ cái đó bỏ đi rồi ha, để coi cái thần thái sao. Ồ, chào thần gái. Thái của em á. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai bên đây? Dạ, em thấy anh á, suy nghĩ cũng khá là giống em. Nhưng mà không biết là anh có hơi khó không? Thực ra anh không phải người khó tính. Đó nói là người đơn giản, có nghĩa cái gì đơn giản là anh thích nhất à. Vấn đề là do cái thần thái hai bên gặp nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ, dì với lại anh họ. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn Nam và quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Thị Sửu, mẹ của bạn gái. Tôi nhận thấy là bạn trai có vẻ hơi khó tính. Thì không biết là sau này như thế nào. Thì giờ trước mắt là mong là hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi xin hết. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Rồi, chào em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái. Như hồi nãy nghe bác mẹ của chị có nói là anh Bình khó tính á, thì cho mình được làm luật sư của anh trai mình một xíu. Từ nhỏ lớn mình biết cái chia sẻ của ảnh là ảnh không có che dịch hay che đậy. Nếu tôi có xấu thì tôi cũng show ra để xem coi là bạn có chấp nhận được không. Và anh không nhậu, không hút thuốc lá là thật sự 100%. Cuộc đời của anh Bình rất là thú vị bởi vì ảnh là người dám đi trên con đường mà mình lựa chọn. Cái đó là cái lúc nào mình cũng rất là phục ảnh. Anh Bình là người rất là cầu thị. Tức là ngày hôm nay anh có thể có khuyết điểm nhưng mà anh lắng nghe. Có thể là lúc anh lắng nghe anh bực mình, anh cãi hoặc là anh không có hài lòng. Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại và càng lúc mình càng thấy anh có một cái bước tiến trong cái cuộc đời cá nhân hoặc là trong cái công việc của anh. Chị thì là làm về tài chính kế toán, còn anh Bình thì
có thể coi là một cái dạng startup. Nó rất là nhiều cái thách thức. Bản thân mình cũng đã làm, mình biết cái công việc tính kế toán nó ổn định, và đôi khi nó đòi hỏi cái độ chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ rất cao, và nó cũng hơi tẻ nhạt. Cái đó là cái điểm khác giữa anh Bình với lại chị. Nhưng mà mình nghĩ khi mà hai người đến với nhau, cho nhau cơ hội thì nó sẽ rất thú vị, vì hai bức tranh khác nhau ghép lại, cuộc sống mình nó sẽ đa dạng hơn. Dạ, em rồi, cảm ơn em. Em có luật sư quá giỏi. Nếu như có cơ hội thì Bình sẽ là một cái con người phát triển rất là tốt. Anh tin rằng là hai bạn gặp nhau sẽ tạo ra nhiều cái màu sắc, nhiều cái cảm xúc rất là thú vị ha. Chúc may mắn. Thật ra ăn thua cũng là tùy cảm xúc của mình thôi. Để anh giới thiệu về mình qua một món quà. Anh tặng em một cục đá. Đây là một hòn đá tự nhiên thôi, lượm ngoài sông, ngoài suối, ngoài biển đầy hết. Nó đơn giản như anh, và nó cứng rắn và nó chắc chắn. Nó sẽ là một điểm tựa cho em rất là tốt. Nó có những đường vân nữa, bạn nhìn rõ. Đó là chuyện của tự nhiên. Dạ. Chuyện của anh là đưa nó một cái nút nhấn. Nhấn vào và em sẽ nhận được hương yêu thương. Em thấy hương này hợp với em không? Dạ, cũng khá là dễ chịu. Em cảm ơn anh. Cái này chắc tặng anh chứ gì. Dạ, cầm đúng rồi, tặng cái này em tặng anh. Cảm ơn em. Lần đầu tiên gặp bạn gái thì em cảm nhận như thế nào về người đối diện? Em cảm nhận về thần thái nhiều hơn. Gương mặt á, nó tươi, nó thể hiện một cái sự thoải mái của cuộc sống. Nhưng mà ánh mắt còn hơi yếu. Thật ra những người mắt nhỏ đó là một người điểm yếu. Ê, anh cũng mắt nhỏ, em mắt nhỏ. Có thể là bị cận anh. Dạ, em thấy anh cũng có một số điểm tương đồng với em. Anh có một cái quan điểm về gia đình. Thứ nhất là mâu thuẫn để phát triển. Em nghĩ vậy không? Cũng mâu thuẫn thả để phát triển. Đừng có sợ mâu thuẫn. Cứ nói ra những gì mà mình thấy sai mình cứ nói. Cuộc sống mình sẽ thay đổi dần mà mình phát triển. Và thứ hai đó, hành động phải hơn tâm một chút xíu. Ví dụ anh thương ba anh lắm, ba anh ở bên Đức. Dạ. Anh tiễn ba anh ra phi trường, anh đưa ba anh ra tận xe taxi, không đi chung. Thì đó là yêu thương vừa đủ hành động bằng với tâm. Nhưng hành động hơn tâm là gì? Nếu anh chịu khó anh đứng lại, anh nhìn cái xe taxi rời khỏi tầm mắt, đó là hơn tâm. Sau này nó sẽ hơn nữa, anh lên taxi đi với ba anh ra phi trường, hơn nữa anh dám vô phi trường. Còn nếu anh không làm thêm hành động để hơn tâm thì không bao giờ tình yêu anh nâng lên được hết. Bây giờ chị nghĩ nè, trò chuyện hoài cũng hết. Đúng rồi. Thay đổi không khí, em hát tặng anh ấy một bài hát đi, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye. Quá hay luôn á. Quá hay. Mấy mốt về anh đánh đàn cho em hát. Anh Bình ở đây á, một con người về trong tình yêu á, thì nó chưa được đạt. Nhưng mà để một con người phân tích công việc làm ăn á thì anh Bình hơi bị giỏi. Hai người dựa vào nhau thì anh nghĩ cái sự phát triển của Bình rất là ok ha, làm ăn kinh tế tất cả mọi thứ rất là tốt. Như vậy tình yêu thì hãy để em lo, anh nghĩ là như vậy. Bấm vì trái tim của mình, chuẩn bị, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Em xin lỗi, tại vì em cảm thấy là em chưa có hợp với anh cho lắm. Còn em trai? Thực ra em bấm nhưng mà bấm chậm hay sao á. Đó cũng là cái duyên thưa quý vị. Có bấm nhưng nó cũng không cháy đèn. Biết đâu có những người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho anh, sẽ bấm nút cho em. Chúc hai người sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời, bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký. Bạn muốn hẹn hò, cậy nhờ ông Mai, bà mối trợ giúp. Nếu thoát được ế, cảm ơn vạn lần. Em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn.
À, em làm công việc gì? Dạ em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ dược sĩ sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm ạ. Em học dược trung hay là? Dạ dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn. Học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân đi kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. À, xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét đó hả? Dạ đúng rồi. À, người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? À, dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tính tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của em. Tính tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó ha. Dạ. Không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ. Anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen không bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng ạ. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái sao? Dạ em có 3 mối tình. À mối tình sâu đậm nhất là dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Em công tác cũng xa rồi lăng nhăng. Lăng nhăng hiện được. Trời ơi bao lâu rồi? Chắc 2 tháng. Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Chào em gái xinh đẹp. Chào chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. À lúc đăng ký mà muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. À dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi. Coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên anh luôn. Anh tưởng đúng không? Đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Dạ, không có đô lắm rồi. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen á, cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em biết, em cần biết gì, em cần biết gì ạ? Giống như là hẹn hò, người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. À, dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được. Chủ động được, còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực bự. Gì? Ngực bự là ưỡn sao? Ngực, ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn cái bự không? Cỡ anh Quỳnh Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chị em? Tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực bự chị không, em? Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đừng phệ quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Hấp hấp cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, dạ. Vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. Ta đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok.
Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, giờ ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại tí ạ. Bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. Mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp dạ, luôn. Dạ cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu, giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu rồi. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan, hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần ạ. Ủa, làm nó gì? Nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ á, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có bao tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng sai của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa? Chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. Em thấy thường thường trai mà lẻ móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay gì nè? Đứng lên thì kiểm tra. Dạ. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Để em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ, tự tin được. Thì bạn nó bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy. Em cũng đăng ký đi học rồi. Được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. Dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Lên. Lên. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. Theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui. Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? Tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô dẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. Để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cầu gì nó không cô? Dạ yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. Dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ, con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn. Nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. Cô chào chú. Dạ. Rồi, bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay. Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái xíu đi. Có hai bà xui nè, Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau. Tiến lại gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia nhau sao đúng không? Dạ tiến tới phía trước đi cô. Chị nhận xét về thế nào hiện trai em ạ? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây Long An. Nếu như mà mình có duyên á về làm xuôi với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà. Vậy chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương quá.
biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm gì vậy? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió này, có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp quá, em rất là xinh. Anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi hơi. Nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ứng ứng ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái này, thì mình, cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không? Anh tính 1 năm. Tại giờ em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình. Còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền số tay khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa, trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm em đi làm 2 năm tại em. Dạ nghĩ 2 năm là sẽ đủ. Vốn tiền số tay thêm khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi ạ. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời ơi. À, không tới đâu. Anh thấy không tới. Em nghĩ là hơn anh. Anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây, anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn gì đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Ừ. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi, vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao? Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu. Nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi. Thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp. Tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ, thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu ạ. Dạ. Anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực à, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì dạ, đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp. Tại dạ, vì anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt đó. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nữa đâu. Bạn gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? Không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha. Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. Tốt. Nguyên nhà giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình, hay là mình hát bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin.
làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt. Nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. À. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt. Nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi. Nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cô gái đưa cái má nhẹ qua. Trời ơi nhẹ nhàng thế lắm. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha.